Xin chào các bạn đến với video hướng dẫn của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video về hướng dẫn tạo vẽ template trong AutoCAD Electrical. Đấy, thì đầu tiên mình khởi động phần mềm AutoCAD. Thì ở đây mình đã tạo được một cái khung bản vẽ là khung bản vẽ A3. Thì ở đây mình đã tạo được một cái khung bản vẽ A3, các bạn sử dụng như CAD thường thôi. Mình có chia thành các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 6 hàng A, B, C, D, E, F. Đây, phần khung tên thì nó sẽ là bao gồm nhiệm vụ, của nhiệm vụ thiết kế bản vẽ kiểm tra phê duyệt, họ và tên, chữ ký, ngày, bản vẽ, mã bản vẽ, dự án và trang. Trang đây là mình đang để A3. Thì trong AutoCAD Electrical thì nó sẽ hỗ trợ các bạn là quản lý theo project. Từ ví dụ đây, project, tức là một project thì sẽ gồm rất nhiều bản vẽ. Thì mỗi bản vẽ nó sẽ có phần này. Bây giờ mà các bạn lại muốn thay đổi nó thì rất là khó. Tức là sao? Tức là ví dụ mỗi mỗi bản vẽ các bạn lại đi điền lại này thì rất là mất thời gian. Thì trong AutoCAD thì mình sẽ hướng dẫn các bạn AutoCAD Electrical 2017, mình dùng bản 2017, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo những cái này thành một template, tức là bạn chỉ thay đổi một lần là được. Mình dùng ATT, ok. Ví dụ đây thì mình để là thiết kế middle left, ok. Thiết kế ở đây mình để bên giữa đi, ok. Mình dùng lại CO copy 9, mình có cách mũi dòng là 9 rồi. 18, 27, EC, thiết kế đây, tên này là bản vẽ, ok. Kiểm tra, ok. Phê duyệt, ok. Đây mình để ý là nó cao hơn, mình mu nó xuống một tí. Tắt cái ba đi, ok. Phê duyệt, mu xuống một chút. Thiết kế bản vẽ cha, mình để dụng thêm a t, ok. Middle Center, đó là ngày thiết kế, ngày TK, ok. Mình để vào giữa này đi, mua nó sang đây, ngày thiết kế mình copy 8
Rồi. Khi mà các bạn sử dụng ATT, tức là tạo những cái template này rồi, thì mình sẽ vào phần Utility. Schematic. Sẽ chọn title block là mình sẽ đây vào đây project này, title block setup này, mình chọn VKP2. Ok, mình chọn đầu tiên là thiết kế này, đây là bản vẽ, cái thứ ba là kiểm tra, thứ là phê duyệt, thứ là ngày thiết kế, ngày vẽ, ngày kiểm tra, ngày phê duyệt. Tiếp theo là tên bản vẽ, mã bản vẽ, version, trang. Và tiếp theo là gì? Tên dự án. Ok, thì các bạn để ý này, đây là những cái mà mình vừa tạo ra, thì nó sẽ khi mà các bạn chọn title block này thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Tiếp theo mình sẽ tích chọn hết và block lại. Ok, đây là vùng A3. Ok, vùng A3. Ok, đấy thì các bạn tích là xong. Tiếp theo mình sẽ lưu dưới dạng là file template, lưu này, mình sẽ save as, đây là dạng DVKT, mình chọn desktop đi, desktop, đây là hôm bản vẽ A3, xếp lại, ok, tắt đi. Thì giờ mình sẽ tạo một cái project để test thử. Location chọn desktop đi. Ok, đây là test không bản vẽ property này. Mình sẽ chọn sang là IEC 60617. Sẽ tạo lưu thôi. Ở đây template sẽ là desktop khung bản vẽ và open, đây là trang 01, sheet đây là 01.
sẽ vào khung bản vẽ này, trang 01 này, mình sẽ property description này, dòng 01 đó là thiết kế. Thiết kế sẽ là gì? Thiết kế là Nguyễn Văn A. Tiếp theo dòng 2 là bản vẽ là Nguyễn Văn B. Đây là tương tự như thế. C, D. Dòng thứ 5 là ngày, hôm nay là 20 tháng 11 năm 2020. Mình OK. Ở đâu vậy thì mình sẽ chọn update title vào đó. OK. Đấy thì nó sẽ tạo cho bạn là nhiệm vụ này, ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C ngày. Đấy. Và bạn muốn sửa description của nó thì các bạn vào đây là tiếp theo là gì nhỉ, vẫn là ngày đi, vẽ và thiết kế. Tiếp theo là tên bản vẽ là vẽ test khung A3. OK, thì mình sẽ chọn title và lúc update save all. OK, đấy thì nó sẽ hiện lên đây. OK. Xin chào.